Theo thông tin Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thị xã Ngã Năm, trong ngày 31 tháng 8, Ngã Năm phát hiện một trường hợp mắc mới. Đây là ca dương tính phát hiện trong khu cách ly tập trung vào tối ngày 30 tháng 8. Người về từ vùng dịch được cách ly tập trung quản lý trước đó, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thị xã Ngã Năm là 69 trường hợp. Trong ngày cũng có một trường hợp đủ tiêu chuẩn xuất viện ở xã Long Bình. Đến nay, Ngã Năm có 39 trường hợp xuất viện, còn đang điều trị tại Ngã Năm là 23 trường hợp, còn lại là điều trị tuyến tỉnh. Trong ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm đã ra quyết định cách ly tập trung 10 trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19 và ra quyết định hết thời gian cách ly tập trung 19 trường hợp. Số người cách ly tập trung trên địa bàn thị xã là 145 trường hợp. Ban chỉ đạo thị xã Ngã Năm tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát người, phương tiện di chuyển ra vào địa bàn thị xã, không để phương tiện và người đã nhiễm bệnh, mang mầm bệnh vào địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm soát vận chuyển lên xuống hàng hóa tại các điểm tập kết và khu vực chợ nổi.